Kiếm trong đậu bắp không? Không. Xong lấy thi thoảng mỗi bữa làm sao ăn? Ăn cái nhớt nhớt. Không, cứ để cả quả thì cắt đọc cái cuống thì luộc nó không nhớt. Nếu mà bổ đôi bổ ba ra thì là nó nhớt. Cái này nó không không à, cái này nó nhớt trong một cơi. Thế mà thím luôn nha, thím ấy còn à, lấy cả quả đấy xong thím lấy cái nạo như kiểu là mình nạo nạo rau để làm ăn em ấy. Nạo ra xong thím cho cái rổ ấy, hứng cái bát ở dưới. Thím lấy để trong tủ lạnh lấy cái nước thím uống ấy. Tốt cho xương khớp chứ cái gì. Ngoài kia thím trồng nhiều dòng dày lắm. Lần thím chua mới lại thi thoảng bà đạo chua ấy. Thế đầu tiên không biết cũng cứ quả là to cứ bổ đôi. Thì xong trần sủi lên xong thì là xào. Thế xong hôm anh nào nói chuyện thì bảo là chỉ cắt được cái cuống mà nó dính vào cây thôi. Sau nước sủi nước thì thả vào thế xong lúc nào nó sủi lại thì tắt bếp đi xào hay làm gì thì xào. À thì làm nó không nhớt. Thế là hôm cháu cũng làm như thế nhưng mà ăn nó không nhớt sao tím ạ. Nó không, nó đỡ nhớt hơn như thế kia. Thế mà nha, nhớt như thế mà con nhà thằng Tiến nó ăn ghê lắm. Thế á? Thằng con nhà cháu nó chỉ ăn nhiều thì nó ăn một quả, nếu không nó chỉ cắn độ 2 miếng là nó bỏ. Không ăn. Thế mà con nhà thằng Tiến nó cứ làm đã độ 5-6 quả một. Thanh Thanh bảo là chỗ nào cũng thấy mẹ mày rúi rau. Hôm qua luộc rau cải xong chứ bảo là, à, nói chuyện bà làm. Hôm nay mẹ đi chợ, mẹ bảo rau ở chợ hôm nay đắt lắm. Thôi lại về nhà cắt rau ngót nấu. Thế ăn cơm xong còn độ một đũa bé bé rau nữa ấy. Thế bảo là còn đũa rau nữa không ăn nốt đi để còn bỏ. Rau thì đắt.